Đang làm gì luôn? Đọc báo. Ê, hết hồn. Mình trả lời nhỏ nhẹ đàng hoàng làm gì đâu mà ghê mày. Trời đất ơi, tôi đang bị stress dữ lắm. Đang tập trung suy nghĩ nhiều chuyện, ông cứ đó nó nhảm không à. Nhảm vê cờ cờ. Mày bớt hổn đi ngay luôn. Mệt quá. Người ta nói thiệt, nói người ta hổn. Xàm. Xàm là xàm gì? Xàm xí đú. Mày dọn vô cái mỏ của mày hành mớm luôn bây giờ. Tụi cục có cần lấy giấy chùi không? Mày biến dùm cái đi để người ta tập trung. Mày làm gì phải tập trung dữ à? Mày đặt độc báo rồi nữa. Cũng thường thôi. Mà mày muốn tìm gì? Tìm gì hỏi chi. Giờ này công việc của mày sao rồi? Đang thất nghiệp ông ơi. Đó, tao nghi lắm mà. Nhìn cái mặt mày là biết đang có chuyện rồi. Đọc báo kiếm việc làm cái gì phải không? Trời ơi, ông đi guốc trong bụng tôi luôn á. Sao biết hay vậy? Sáng giờ tìm hoài không thấy có công việc gì phù hợp hết trơn, chán muốn chết luôn hả? Kiểu này không có tiền xài chắc nhịn đói cả tháng luôn quá. Chán gì đâu. Ủa, chuyển qua coi thông tin trên mạng luôn hả? Đâu có đâu, đang úp mấy cái hình laptop lên để đăng bán luôn nè. Hết tiền xài rồi, chán muốn chết luôn á. Trời đất ơi, bộ mày vả đến nỗi vậy luôn hả luôn? Ừ, từ ngày thất nghiệp không có tiền, gái nó bỏ mẹ hết trơn rồi. Lúc trước cùng lúc có 5 con người yêu, bây giờ 5 con người yêu ra đi cùng một lúc. Mày không còn một cắt luôn hả? Còn cắt nào tôi chết liền tại chỗ cho ông coi. Tội nghiệp mày quá. Ngứa lỗ tai từ sáng giờ luôn, muốn đi móc tai mà không có tiền đi móc luôn á. Khổ ớn luôn không? Mày tính đăng bán cái laptop bao nhiêu tiền vậy? Không biết nữa, ai trả nhiêu tôi bán luôn à. Không quan tâm, có tiền là mừng rồi. Không có thích đòi hỏi anh chi cho mệt. Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh, gọn, lẹ, có tiền xài vậy là xong. Ha, không có thích trả giá làm chi cho mệt. Mày buôn bán kiểu vậy có ngày mày bán nhà của tao luôn quá luôn. Buôn bán phải có lời chứ bán lỗ không vậy sao chịu nổi. Nghĩ thôi cho mượn tiền xài đi, khỏi bán có gì đâu trời. Buồn. Thôi thôi, tao biết cái tính mày quá, mày mượn tiền ai mày trả tao mới sợ mày. Vậy có nghĩa là tôi bít cửa rồi phải không? Thôi tôi đăng bán tiếp đi. Tôi bán xong cái laptop rồi tôi bán thân tôi luôn, tôi bỏ nhà luôn, tôi không cần ở với ông nữa đâu. Cho ông buồn thấy mẹ luôn. Trời đất ơi, riết mày hổn dữ vậy luôn hả? Tôi đang bực lắm, ông còn ghẹo tôi nữa. Tao không có ghẹo mày nghe mày. Bây giờ mày muốn có việc làm phải không? Trời ơi, việc làm ai mà không muốn. Thôi được rồi, mày gõ trang web 1001việclam.com. Trời ơi, tên website đâu dài chứ à? 1001 là viết bằng chữ à, bằng số? Bằng số của thằng quỷ, tức là 1001việclam.com. Rồi, tôi đang đăng nhập vô được rồi nè. Ông cứ hối cái chữ tôi riết làm tôi quíu luôn nè. Ok, bây giờ mày truy cập vô website được rồi, cứ tìm những công việc gì mà phù hợp với khả năng của mày nhất á, liên hệ với người ta. Ở trong có rất nhiều việc đang cần tuyển dụng. Ủa vậy hả? Vi diệu dữ vậy hả? Hay vậy ta? Trời đất ơi, mày coi thường lại nói tao ăn trước mặt tôi vậy hả luôn? Đâu có đâu, Lưu đang thực tập công việc mới mà. Mày ăn không thấy gì đâu mà mới. Trời ơi, ăn cũng là công việc mà cha. Ăn gì? Thì ăn bám.